Đó, bây giờ là nhà gái mới ra nè. Bây giờ em giới thiệu cho nhà gái cùng nghe đi. Dạ, lần đầu tiên thì em xin thay mặt gia đình họ nhà trai gửi đến tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay lời chào trân trọng và thân thương nhất. Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh, tên đầy đủ là Nguyễn Anh Minh. Hôm nay em 34 tuổi. À. Em đang công tác tại trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. Và ngoài ra thì em cũng có kinh doanh nhỏ nhỏ. Kinh doanh gì Minh? Dạ, em có mở quán ốc. Dạ, và có bán online một số cái mặt hàng. Mình bán ở đâu? Dạ, em mở quán ở bên Tân Phú. Tân Phú, nhà mình ở đâu? Nhà em thì ở Đồng Nai, hiện tại thì em đang ở trọ trên thành phố Hồ Chí Minh. À. Bây giờ thì tới phần giới thiệu của nhà gái. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quyền Linh ạ. Rồi, dạ, xin rồi. Chào bạn trai bên kia, xin chào mọi người. À, em tên là Phan Thị Mến, em sinh năm 1991. Hiện em đang là cửa hàng chủ một của nhãn hàng thời trang nữ. Và em cũng có kinh doanh một quán nhỏ giống bạn bên kia. Đó là em mở một tiệm chè. À, bên kia ăn ngốc, bên đây ăn chè, mình ăn đồ mặn xong mình qua mình ăn đồ ngọt, mình mất ghé nghe. Nghề nghiệp rõ ràng, người bán chè, người bán ốc ha. Bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Minh. Dạ, thưa MC Quỳnh Linh, quý vị khán giả thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Em thì đặc biệt là nấu ăn ngon. Cái quán đó có thể là em chế biến luôn đúng không? Dạ, em có thuê nấu và có chế biến một số món gọi là đặc biệt của mình. Vậy là giỏi rồi đó. Còn có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em thì trước đây thì hay tin người, bị lừa nhiều lần. Nhưng mà bây giờ thì đã khắc phục được rồi. Thôi, mời nhà gái. Rồi, nhà gái nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Dạ, điểm mạnh của em là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nóc, kỹ tính, lúc nào cũng có trách nhiệm và chân thành. Điểm yếu đó là em ít có thời gian để nấu ăn á. Cho nên là cái việc nấu ăn của em nó hơi tệ một xíu. Nhưng mà có nghĩa là mình có thể cố gắng được, chứ không phải là mình không biết thì là mình sẽ không làm. Điểm yếu đó là chắc là cũng là hơi kỹ tính. Tại vì kỹ tính nên em mong muốn là cái bạn nam kia cũng là người sạch sẽ, kỹ tính, tốt bụng. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên mình đi Minh. Dạ thì về tình duyên thì em cũng trải qua hai mối tình chính thức và đâu đó khoảng 2-3 mối tình không chính thức. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, dài nhất là hơn 4 năm. Sau những mối tình như vậy đó, mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà cần rút kinh nghiệm? Thật sự là đa số là lỗi của em là nhiều. Dạ. Lỗi gì, thí dụ? Trước đây thì công việc rất là nhiều, kiểu mà em vô tư quá. Rồi, vô tư thì thành ra vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Không, nói chung là em đã nhận ra cái việc mà mình vô tư quá thành vô tâm là cũng tốt rồi. Mình nhận ra để mình bù đắp cho mối tình sắp tới để nó bền chặt hơn. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, tình trường của mình như thế nào? Dạ, cũng có 3 mối tình chính thức nhưng mà thường thì sau mỗi mối tình thì em độc thân hơi lâu á. Cho nên là cái sống nhiều năm nhưng mà cái kinh nghiệm tình trường thì nó cũng không có nhiều. Mà lần gần nhất là chắc là 2018 tới giờ em độc thân. Trời ơi, lâu quá. Dạ, mà bạn đó thì cũng đi lấy vợ đồ xong hết rồi. Nên là bây giờ em cũng muốn có một cái người để dựa dẫm. Dựa dẫm? Mình có thể làm cho một người con gái dựa dẫm được không? Dạ, em có thể giúp bạn ấy luôn luôn là không có bị đói. Để qua ngó cái body coi có dựa dẫm được không nha. Được. Dạ, mặc dù là hơi nhỏ nhưng mà em có sức khỏe. Dạ. An tâm. Nói an vậy tâm là không? An tâm. Về nhà gái muốn có bạn trai như thế nào? Bên ngoài hay là bên trong chị? Cả hai luôn em. Dạ. Bên ngoài thì vừa phải thôi được rồi, không có cần, em không có yêu cầu đặc biệt về ngoại hình. Bên nhưng mà vừa phải lắm. Nhưng mà kiểu như là tính tốt một chút, tử tế và chân thành. Ừ. Còn thật ra con trong gái thì chỉ cần vậy thôi. Bên trong thì sao? Kiểu bên là trong tử tế, chân là thành đó ha. Ý ông Mai ông hỏi bên trong ruột gan phèo phổi đồ á, có lục phủ ngũ tạng là cũng phải tốt luôn. Tốt luôn đúng khỏe không? Luôn. Đúng rồi, bộ máy bên trong nó chạy khỏe thì bên ngoài chạy mới khỏe. Vậy trước khi lấy chồng lấy vợ phải kiểm tra sức khỏe. Dạ đúng rồi. Nói nghe này, em có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Lăng nhăng với lại bừa bộn là hai cái tính em không thích, với lại vô tâm nữa. Trước đây thì công việc rất là nhiều, kiểu mà em vô tư quá. Rồi, vô tư thì thành ra vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây khắc phục rồi. Chưa. Dạ chắc chắn sẽ khắc phục. Ừ, thật ra là vô tâm đó là một cái điều mà phụ nữ buồn lắm đó. Ừ. Người ta có thể người ta biết là bạn vẫn yêu người ta đó, nhưng mà vì bạn không có quan tâm cho nên là người ta sẽ hụt hẫng, người ta tìm người khác quan tâm hơn. Dạ. Bây giờ nhà gái đưa ra cái tiêu chí vậy đó, mình thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm ngoại hình lẫn bên trong? Dạ em thấy cũng được khoảng 70%. Được rồi, để tôi qua nhà gái tôi coi trời ơi, dạ, cô gái trắng trẻo xinh xắn cười tỏa nắng ha. Bây giờ đó
là chàng trai như vậy ta có đáp ứng 70%, con đồng ý không? Nếu mà bạn chỉ có 70% thì bạn phải nhiệt tình hơn chút nữa. Nhiệt tình hơn chút nữa, chân thành hơn, dạ, để bù đắp lại cái ngoại hình. Vậy là chút mình thể hiện hơn nhiều nhiều vô. Thiếu 30% đó nha. 30% còn lại là nó nằm ở cái câu chuyện là sau khi mở rào. Dạ. Thế thì em có yêu cầu gì về người vợ tương lai của mình không? Dạ, em mong muốn một người con gái, thứ nhất là phải biết chia sẻ, rồi yêu thương ba mẹ, và đặc biệt là hiền lành, ngoan ngoãn. Dạ. Hiền con. Chứ nhìn mặt con thấy hiền không? Lúc hiền lúc dữ. Bạn hiền, bên đó hiền ở nhà thôi, nhưng mà ra ngoài đường đừng có hiền. Bạn bên đó bạn gái rất lành. Nhiều khi đụng chuyện không có hiền đâu đó. Không, nói chung bản lĩnh thôi, mình nói dữ thì không đúng. Không mấy chút mình mở rào ra mình giả bộ đụng chuyện thử đi. Coi sao là. Tại vì em con gái mà kiểu mà dữ dành quá là em khó có nói chuyện được lắm. Vậy thôi em đừng nói chuyện với chị. Chị dữ lắm. Dữ lắm á. Dạ không, em coi phim chị nhiều rồi cho nên là em... Thấy sao? Dạ. Phim. Thấy sao? Nghe nói chưa? Dạ, có lúc dữ, có lúc hiền. Không có lúc đâu. Lúc dữ. Nào cũng dữ. Thôi giỡn thôi, giỡn cho mọi người đỡ căng thẳng thôi, mọi người không có gì hết trơn. Dạ. Nhờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi ha. Ừ, bạn trai đi với ai? Dạ, ngày hôm nay thì em đi với chị ruột của em và ba đồng nghiệp. Một người là sếp cũ, hai bạn là đồng nghiệp rất là thân thiết. Chào đại diện của nhà trai. Em thấy sao nè? Em dâu tương lai được không? Thấy bé rất là xinh, rất là dễ thương. Và cái tính cách cũng phù hợp với Minh nữa. Tuy nhiên là có một số cái mà Minh nói là những cái cuộc tình vừa qua Minh vô tâm á, thì chị là người ở với Minh từ hồi khi Minh lên Sài Gòn luôn. Thì chị cảm thấy là chị rất là tự hào vì là chị là chị của Minh. Vì tính của Minh rất là chân thành, ấm áp lắm. Ở nhà là Minh làm hết mọi thứ luôn. Kể cả bây giờ Minh vẫn nấu cơm cho chị ăn. Tính cách mà em đưa ra đều phù hợp hết. Và chị thấy em có một cái chiều sâu, em biết nhìn nhận, nên là chị nghĩ là hai đứa có thể cho nhau một cơ hội khám phá nhau thì chị nghĩ là rất là phù hợp với nhau. Chị cảm ơn. Cảm ơn nhà trai. Ai là sếp của mình đâu? Sếp trong cơ quan, sếp thấy mình sao? Dạ em xin chào tất cả mọi người. Về công việc á thì em thấy bạn Minh là người rất là có trách nhiệm. Minh là người rất là ấm áp. Team của em thì hay đi tuyển sinh thì cũng phải bưng bê rất là nhiều. Và bạn Minh chưa bao giờ mà để bất kỳ một cái bạn nữ nào mà phải động tay động chân hết. Bạn Minh luôn luôn là người sẽ gánh vác hết những cái việc nặng. Thậm chí là khi mà bọn em đi ăn cũng vậy. Khi bạn nào ngồi kế Minh nó sướng lắm. Minh sẽ bóc tôm, Mình chưa cần là Minh đã biết là cái bước tiếp theo là mình đã định làm gì rồi. Cho nên là chị nghĩ là bạn Minh sẽ là một cái bờ vai rất là vững chãi để cho bạn nữ bên đây có thể dựa dẫm. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Đó, yên tâm chưa? Dạ. Rồi, bây giờ mình đi với ai? Dạ, với đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ, con xin chào chú, em xin chào chị. Dạ. Thì hiện tại em là Hà, hiện đang là đồng nghiệp cũng như là một người bạn, một người tri kỷ rất là thân với chị Mến. Chị của em thì... trong công việc thì rất là có trách nhiệm, chị Mến rất là mạnh mẽ, việc gì cũng có thể giải quyết được một mình. Tại vì là chị cũng độc thân khá là lâu rồi, nhưng mà lâu lâu cũng sẽ hơi yếu lòng một xíu. Em thấy anh chị rất là hợp nhau. Nếu mà không có tiếp tục trên cái con đường tình yêu thì mình có thể làm bạn. Có thể cho chị Mến em một cái suất ăn ốc miễn phí cũng được, tụi em được ăn ốc miễn phí cũng được. Trời ơi, trời. Điều đó thì quá dễ dàng. Chưa mai mối được gì hết mà xin một suất ăn rồi. Trời đất ơi, làm như tới đây ăn ốc rồi chín. Ừ, không mà dễ thương. Thôi được rồi, tóm lại là mình nghe người thân nói hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình gặp gỡ, mình xem coi hợp nhau không, mình bấm nút thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Minh. Anh nói sơ về cái bó hoa này. Thì cái bó hoa này là của một bạn sinh viên, biết thầy tham gia chương trình này cho nên là làm để tặng cho em ngày hôm nay. Và ngoài bó hoa này thì anh cũng có, hôm nay cũng có đặc biệt mang đến đây là bánh lăng do chính tay anh làm. Không biết là có ngon hay không nhưng mà mong là em sẽ thử. Và MC, hai MC. Dạ, em để đây. Bên đó phía trước đi, còn nhiều đấy. Không, cái này anh không có bán, anh chỉ bán ốc thôi. Là ăn được không? Ăn được.
Mở ra đút ta ăn thử coi. Nhưng mà mình vừa mời chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan ăn trước đi em ơi. Ăn trời ơi, tụi chị chỉ ăn kém thôi. Mời bạn nữ trước à. Ăn trước. Ai còn... ăn dư thì đây tôi ăn. Dư để tôi lo cho. À, cảm anh làm thiệt không? Đúng rồi anh làm. Sao nó mịn hay quá vậy? Hả? Về nhà anh chỉ sao? Ừ đúng rồi, chứ chương này là chương trình này hẹn hò chứ không phải chương trình ẩm thực nha. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh. Ăn bánh lăng mà giống như ăn bánh cưới. Anh cảm ơn. Dễ thương á. Trời ơi, tôi thấy nhà trai cứ sấn 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 qua đây hoài rồi nha. Anh thấy như sao ạ? Em rất là xinh xắn, dễ thương. Dạ. Thấy hiền không anh? Thì anh nghĩ là có hiền. Sao có quá, anh nó yếu quá vậy. Còn em thấy anh tự sao? Tự tin dữ chân. Em thấy anh hiền. Anh làm bánh lăng ngon. Anh làm ốc cũng ngon vậy anh? Chắc chắn là ngon rồi. Rồi bây giờ chúng ta nói về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên cho nhau để hiểu hơn đi các bạn. Gia đình anh cũng... anh chị em trong nhà thì đã lập gia đình hết rồi. Còn có mình anh thôi thì mỗi năm về thì mọi người cũng hay hỏi. Cho nên là anh quyết định đi tìm vợ cho về cho mẹ. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay cho nhau cơ hội á, thì anh nghĩ khoảng tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm là có thể là lập gia đình. Có thể là... đối với em thì em nghĩ là nếu mà hợp á thì em cần rút ngắn thời gian hơn á. Tại cũng hơi lớn tuổi á, nên là ví dụ mà 2 năm thì là lúc đó cũng 34, 35 rồi. Rồi nó, nếu mà sinh con thì nó lại dài hơn nữa anh. Sợ khó khăn á. Nên là em mong á là nếu mà được á thì mình sẽ có thể sớm hơn. Hơn được. Ngày mai luôn được không? Gấp lắm rồi. Ngày mai luôn. Ngày mai luôn. Giờ mình hỏi về tiền. Cưới xong ai giữ tiền? Tiền tiền quán ốc ai giữ vậy? Nếu mà sau này mà cưới nhau rồi thì tất nhiên là em giữ hết rồi. Dạ mọi người ghi âm lại giùm em nha. Trước đây anh chưa có vợ thì anh đi làm, tiền đầu tiên là anh đưa cho mẹ. Hình như là anh đưa gần như là hết. Dạ. Nhưng mà sau này thì để mà chuẩn bị để cưới vợ thì chắc mẹ cũng tự cho lại à. Rồi mình tiến tới nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái, mình nói tận đáy lòng của mình, cảm nhận về cô con gái đứng trước mặt mình. Trên mũi tay. Mình trái tim mình có rung động gì chưa, mình suy nghĩ thế nào, hãy nói bằng tất cả những cái gì mình suy nghĩ đi Minh. Chết rồi, à, quên tên bạn gái rồi. Mến. Mến. Mến yêu đó. Mến ơi, ngày hôm nay á, anh đứng được ở đây là anh rất là vui. Và anh nghĩ là mong ngày hôm nay em sẽ cho anh một cái cơ hội để gọi là chứng tỏ cái bản thân của anh. Và cho em thấy được là những lời nãy giờ anh nói là sự thật. Dạ. Mình hát tặng Mến bài gì đi? Hát tặng bạn Mến một bài cho bạn Mến mến mình. Dạ. Thì hồi tối hôm qua em thức đêm, thức khuya để tập một bài hát. Thật sự là những bài hát của em là toàn là hát nhạc buồn không à? Không sao hết. Nhưng mà ngày hôm qua cố gắng tìm bài cũng đỡ chút xíu. Là bài Vì Đó Là Em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em băng ngang mấy biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Thôi được rồi, một chút thể hiện tình cảm thì được rồi, các bạn về vị trí đi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Hai trái tim của bạn này là đập cùng một nhịp cho nên là bấm cùng một lúc. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Một nụ hôn đầu tiên chứng minh cho cái nút bấm đó. Anh xin phép. Đi. Đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Xin chào hai chị, chào các tổ chức chương trình, chào các bạn. Em tên là Mai Tú Anh, sinh năm 1999, em 29 tuổi, em đang sống 99 hay 94? Dạ
ví dụ em 29 tuổi đi, một cô gái cũng 28, 29 tuổi, cô ấy cũng ok, ổn định, ngon lành.
Nhưng mà bây giờ em phải cho một cái lý do, thế thì tại sao cô phải chọn em? Cô chọn em, cô không chọn những cái em còn đang độc thân ở đây. Dạ. Em có cái gì hơn những anh người chàng ở đây? Thì chị đã nói ví dụ thôi nhá, chứ không phải là lấy ra anh này là điểm mấu chốt nha. Thì chị nói là ví dụ hiện tại bây giờ chị đang có hai anh, chị đặt lên bàn cân. Hồ sơ các cô gái bên chưa chồng chị tuổi chị nhiều lắm. Bây giờ chị kể cả công nhân cũng có, nhưng mà lý do gì để những cái cô, đơn giản chị nói những cô mà công việc gọi là làm lao động tay chân nên phổ thông đi, em thì cũng là tự nhiên nhung kính mà, đúng không? Thì ví dụ như chị đang có hai anh chàng cũng là công việc xem như nhau đó, thì bây giờ vậy thì ở em có cái điểm gì hơn cái anh bên cạnh để cái cô đó chưa từng cái cô lần nào cô chọn em mà không bảo chọn anh bên cạnh? Em chắc phải có tiếp xúc lần nữa chắc em mới có. Bây giờ tụi mình chỉ có 30 phút gặp nhau trên sân khấu thôi, và tụi chị là người cầm nắm giữ những cái hồ sơ đó, thì em phải cho tụi chị một cái lý do thuyết phục để tụi chị đi thuyết phục được cô gái đó. Như cô ấy chưa có chồng, cô bảo em cũng cần một anh chưa từng kết hôn lần nào, đúng không? Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ những con những cô ấy, kể cả cô 30, 32, cô chưa từng lập gia đình, nhưng cô cũng không chấp nhận được những người đã đổ vỡ mặc dù người đó không có con. Thì bây giờ em phải cho tụi chị cái lý do thuyết phục để chị mang cái lý do đó đi, chị đi thuyết phục những cô gái kia. Em thì em sống gia đình nhiều hơn. Sống với gia đình 30 phút không có, nên chốt được vấn đề là sống với gia đình tại sao em ly hôn? Ví dụ cô hỏi thế, thì ví dụ chị đang là đàn gái này, em nói sống với gia đình nhiều hơn, thế thì bây giờ chị chưa về gia đình em chị sống. Bây giờ tôi chưa về gia đình bạn tôi sống, thì tôi cũng biết là bạn sống với gia đình như thế nào, nhưng mà tại sao bạn sống với gia đình và tại sao bạn lại ly hôn? Thì vậy thì bây giờ đấy, thì bây giờ chị em phải trả lời câu đấy, thì tụi chị mới có cái lý do thuyết phục để tụi chị thuyết phục những cô gái mà chưa từng lập gia đình cố chọn em. Không phải là người hỏi muốn làm khó khó anh, làm khó không làm khó là gì cả, không phải làm khó là mình đang chuẩn bị đưa lên như vậy. Thì nếu mà mình không thể giải quyết được vấn đề đấy, thì mình phải nhìn lại xem mình như thế nào và tìm cái đối tượng phù hợp hơn chẳng hạn. Ví dụ như là đàn gái người ta cũng rất là phù hợp với mình, người ta hoàn toàn ok hết, nhưng mà người ta cũng cùng hoàn cảnh của mình thì người ta sẽ dễ tiếp nhận mình hơn là bọn mình đó. Ví dụ một cô gái có bé rồi, bởi vậy chị nói là nãy đó là em chưa có con, thì người ta cũng giống như em á, là về cũng ở mấy tháng rồi cũng chưa có con thì kia các thứ gì chưa có con á. Bây giờ tự chị là ok ưu tiên cho em là cô gái đấy đã ly hôn mà chưa có con, thì em ok không? Được, đúng không? Đấy, mình phải mở rộng cái gọi là cái lựa chọn của mình ra, cái giới hạn của mình ra, thì cái cơ hội em có một người bạn gái nó dễ hơn là cái việc em đóng khung nó gần vào, đúng không? Ví dụ như trong cái quá trình tụi chị gặp gỡ giao lưu tiếp xúc với những cô gái đó, tụi chị lại thấy có những cô vui chưa từng lập gia đình cố lại thích những anh đã lập gia đình đã đổ vỡ để người ta có kinh nghiệm. Tại vì có một số cô gái cũng cố lạ lắm, chứ không nhất thiết phải là cô tôi chưa từng kết hôn tôi phải yêu cầu anh chưa từng kết hôn đó. Thế nên mình bản thân mình mở rộng cái sự lựa chọn giới hạn của mình ra, thế là ly hôn cũng được, đúng không? Tuổi tác thì sao? Dạ nhỏ nghe 2-3 tuổi, còn là lớn nghe 1-2 tuổi. Lớn cháu quá. Nói chung là lớn hơn em tối đa khoảng 2-3 tuổi thì được, đúng không? 1-2 tuổi, lớn hơn 2 tuổi tối đa, đúng không? Còn nhỏ hơn khoảng 3-4 tuổi. Khoảng 2 tuổi. Cũng 1-2 tuổi thôi, học trường Han. Dạ. Ừ. Rồi. Ok. Về ngoại hình thì em có cái gu nào nhất định hay là cái mẫu người như thế nào không? Có một thần tượng ai đó không? Em muốn bạn gái em truyền thống chút xíu. Truyền thống như thế nào? Truyền thống này. Tóc dài. Không, sẽ sạc quá mức thôi. Thế nên ngoại hình truyền thống như tính cách nổi loạn thì sao? Dạ. Đúng không? Mình hơn. Đúng không? Em có gặp những cô gái như vậy bao giờ chưa? Có, đúng không? Ví dụ như tụi chị ở đây là cô nào cũng nhuộm tóc mềm mềm, nhưng mà cô nào cũng sống rất là truyền thống. Nhưng mà cô này có tóc đen, có nổi loạn là vì sao? Đúng không? Nhưng mà sẽ sạc không quá mức là được. Không sợ chọn đúng không? Em cũng bạn gái, em cũng phụ nữ thôi. Rồi, công việc của em bây giờ ổn định không? Dạ, ổn định chị. Ổn định là em tự làm cho em luôn hả? Dạ, chỗ có cơ sở. Cơ sở, đầu thời gian luôn hả? Dạ, dạ. Rồi, thì đang ổn định được chủ cơ sở ở dưới đó, thì bạn gái trên Sài Gòn thì di chuyển đến đây được không? Dạ, thoải mái chị. Thoải mái luôn đúng không? Còn cơ sở mới đúng không? Nên đây đi phỏng vấn đã đi khảo sát địa điểm chưa? Em đi qua đây rồi. Rồi. Ok, có nhu cầu thì ở bạn gái không? Có gì không thích ở bạn gái không?
thì bạn gái mình sẽ sẵn quá mức. Rồi đừng có sợ sẵn quá mức, tóc tai này là người dân móng tay móng chân đỏ này là vàng không được đúng không? Không có yêu cầu thì làm gì nữa đúng không? Rồi. Em có đang hát rồi này kia được không? Giọng cổ rồi được không? Dạ, em không hát được gì. Chứ thường là em có đi karaoke hay gì không? Dạ, em cho thuê nhạc sống chứ rồi em hát dở. Rồi, cho thuê nhạc sống luôn á hả? Dạ. Hát thử lại đi nghe đi. Dạ thôi, thì em luôn có hát rồi, được hết trơn. Lên sân khấu là phải hát, phải thể hiện á, chứ ông luôn về không được chọn đâu. Cái này để chị em tập sao? Lên về lấy dàn nhạc sống ra nhà tập luyện rồi quay lại cho chương trình luôn nha. Về đứng nhạc sống rồi quay clip rồi này là kia lại. Tại vì trong hôm nay là chương trình quay những cái tư liệu đó lại rồi. Nếu mà mình thiếu cái phần hát hò này kia các thứ thì về quay bổ sung nha. Ok, cảm ơn Tuấn Anh, phải mạnh dạn lên thì mới có bạn gái được. Chứ bây giờ nhát nhát lên là con gái tao không thích, tao không chọn đâu. Mất công mình tham gia chương trình ha. Cho nên là bản thân mình là cũng phải cố gắng rất là nhiều nữa. Để lên mình phải chinh phục bạn gái. Cái thấy hiền nhát quá, người ta đâu có tin tưởng, người ta cho mình cơ hội để hẹn hò nha. Rồi, ok, cảm ơn em. Cảm ơn.